Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Chúc quý vị ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Ngày hôm nay, ban biên tập chương trình sẽ chia sẻ với quý vị về tử vi Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023, và theo âm lịch hôm nay là ngày 17 tháng Chạp năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa, ngày Bính Dần tức chi sinh can, nghĩa là mộc sinh cho hỏa, và ngày hôm nay là ngày khát. Về nạp âm lư trung hỏa, kỷ tuổi, canh thân, nhâm thân, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày dần lục hợp với hợi, tam hợp với ngọ và tuất thành hỏa cục, xung với thân, hình tỵ, hại tỵ, phá hợi và tuyệt dầu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Tài tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao U Vi Tinh tốt mọi việc, sao Tuế Hợp tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao kiếp sát, kỵ về cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao hoang vu, xấu mọi việc, sao địa tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ và xuất hành. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết ngày 8 tháng 1 năm 2023 như sau nhé. Tử vi tuổi Tý Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023 được chính ấn đổ mệnh, người tuổi Tý trong ngày Chủ nhật này sẽ đón nhận không ít tin vui liên quan đến sự nghiệp. Với năng lực sẵn có, con giáp này nhanh chóng thu về cho mình những thành tích đáng nể cho những dự án có sự góp mặt của mình. Cấp trên và lãnh đạo vì thế mà hết lòng tin tưởng bạn, hứa hẹn sẽ giao cho bạn những trọng trách vô cùng lớn lao trong tương lai. Đây chính là cánh cửa mở lối thành công dành riêng cho bạn. Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh trong ngày ngũ hành thủy sinh mộc này tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn so với trước. Các cặp đôi vượt qua bao sóng gió thử thách để đến được với nhau, nay có thể nhân cơ hội này tính đến chuyện trăm năm hạnh phúc rồi. Câu quyết trong ngày Chủ nhật này cho người tuổi Tý. Tử vi tuổi Bính Tý, mệnh thủy, các cặp đôi có thể tính đến chuyện về chung một nhà. Tử vi tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa, gia đình hòa hợp, trên dưới thuận hòa. Tử vi tuổi Canh Tý, mệnh thổ, dùng năng lực để khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, cánh cửa thành công mở ra trước mắt. Đánh giá các chỉ số trong ngày Chủ nhật cho người tuổi Tý. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn 12, 68,
Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh dương, màu đen. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Sửu. Tử vi tuổi Sửu, chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Xem tử vi ngày chủ nhật cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Sửu đang trên đà tăng tiến không ngừng, nhất là trong ngày có chính tài trợ mệnh như hôm nay. Khoản thu nhập chính tăng mạnh khi bạn nhận được lương thưởng về tay. Ngũ hành mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa bạn và người ấy trở nên căng thẳng hơn so với thời gian trước. Những hiểu lầm không được hóa giải là nguyên nhân khiến mâu thuẫn giữa hai người này ngày càng gay gắt hơn. Nếu cả hai không ngồi lại và trò chuyện thẳng thắn thì sẽ chẳng thế nào hàn gắn được những rạn nứt này. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú và theo khổng minh, hôm nay là ngày chu tước, rất xấu, xuất hành cầu tài đều xấu, không thuận lợi, dễ gặp rủi ro, không có người giúp đỡ hay mất của, kiện cáo vì thì thua vì đuối lý. Câu quyết trong ngày chủ nhật này cho người tuổi Sửu. Tử vi tuổi Ất Sửu, mệnh kim, các cặp đôi vì mâu thuẫn mà rạn nứt tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Sửu, mệnh thủy, thu nhập chính tăng mạnh, tiền bạc về đầy tay. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, mệnh hỏa, sức khỏe là vốn quý, cần lưu tâm nhiều hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu, mệnh thổ, tình cảm gia đình không mấy yên ấm, căng thẳng kéo dài. Tử vi tuổi Quý Sửu, mệnh mộc, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đánh giá các chỉ số trong ngày chủ nhật cho người tuổi Sửu. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 23 và số 58. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu cà phê và màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Dậu và tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Vận trình ngày chủ nhật này, Tỷ Kiên xuất hiện, nhắc nhở người tuổi Dần nên tránh xa những chuyện thị phi trong ngày chủ nhật này, nhất là ở môi trường công sở. Nếu để bản thân vướng vào chuyện chia bè kết phái hay tranh lợi đoạt tài thì chẳng mấy chốc rắc rối sẽ bùa vây lấy bạn thôi. Đây là lúc bạn cần tập trung toàn lực vào công việc của mình. Đừng để những chuyện ngoài lề khiến bạn bị sao lãng. Những kẻ tiểu nhân chỉ chờ bạn khi bạn mắc sai lầm là lập tức tìm cách hạ bệ bạn đó. Ngày mộc khí quá vượng, bạn mệnh nên chú ý hơn sức khỏe của bản thân. Cần đề phòng các bệnh liên quan đến thần kinh, bệnh về thận hay bàng quan. Hãy dành thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi đúng nghĩa, thể trạng nhờ thế mới có thể phục hồi nhanh chóng. Câu quyết trong ngày chủ nhật này cho người tuổi Dần. Tử vi tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, tập trung vào công việc, tránh để xảy ra sai sót. Tử vi tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, dành thời gian để cơ thể được nghỉ ngơi, hồi phục năng lượng đã mất. Tử vi tuổi Mậu Dần, mệnh thổ, tiểu nhân rình rập, chờ cơ hội hãm hại bạn. Tử vi tuổi Canh Dần, mệnh mộc, sức đề kháng giảm sút, bệnh tật có nguy cơ tìm đến. Tử vi tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, tránh xa những chuyện thị phi, rắc rối. Đánh giá các chỉ số trong ngày chủ nhật cho người tuổi Dần. Về sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 11 và số 67. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, màu xanh lá và xanh lam. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Xem tử vi phương Đông chỉ ra rằng người tuổi Mão sẽ có một ngày khá thuận lợi và suôn sẻ dưới sự giúp sức của quý nhân tam hội. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp sẽ mang đến cho bạn những cơ hội
hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy. Tuy nhiên, bản mệnh vẫn luôn cần đề cao cảnh giác với những lời dụ dỗ ngon ngọt của người khác, đừng dễ dàng tin lời của bất kỳ ai. Sự xuất hiện của kiếp tài chính là lời cảnh báo bạn cần phải hết sức cẩn thận nếu không muốn tiền mất tật mang. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 17 âm lịch, nhân thần ở phía trong khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè, tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại những vị trí này. Câu quyết trong ngày chủ nhật trong người tuổi Mão. Tử vi tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, công việc thuận lợi, suôn sẻ. Tử vi tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, quý nhân giúp sức, tạo điều kiện, hợp tác thành công. Tử vi tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, đừng dễ dàng tin lời của bất cứ ai. Tử vi tuổi Tân Mão, mệnh Mộc, thời tiết có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh, cần chú ý hơn. Tử vi tuổi Quý Mão, mệnh Kim, cẩn thận kẻo bị người khác lừa gạt tiền bạc. Đánh giá các chỉ số trong ngày chủ nhật cho người tuổi Mão. Về sự nghiệp, 5 sao, tài lộc, 3 sao, sức khỏe, 3 sao, tình cảm, 3 sao. Con số may mắn là số 44 và số 96. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu đen và màu trắng. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2023. Chủ nhật này có cục diện dần thìn tương hội, mang đến cho người tuổi Thìn không ít tin vui trong ngày này. Sau một thời gian nỗ lực, cuối cùng thì bạn cũng nhận được những thành quả vô cùng xứng đáng. Đồng nghiệp và cấp trên cũng phải công nhận những quyết tâm mà bạn đã bỏ ra. Lại thêm thiên tài ghé thăm, tiền bạc cứ thế đổ về túi bạn ầm ầm, khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Đó là bởi bạn cứ liên tục nhận về những khoản tiền từ nghề tay trái hay từ trúng thưởng, trúng số bất ngờ. Tiếc rằng mối quan hệ tình cảm của bạn lại chẳng được tốt đẹp như mong đợi. Ngũ hành mộc thổ xung khắc khiến những cuộc tranh cãi giữa hai bạn ngày càng gay gắt hơn, mâu thuẫn chẳng những không được hóa giải, lại còn thêm nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện. Câu quyết trong ngày chủ nhật này cho người tuổi Thìn. Tử vi tuổi Giáp Thìn, mệnh Hỏa, công việc đón tin vui, thành quả được ghi nhận. Tử vi tuổi Bính Thìn, mệnh Thổ, tình cảm khó hài hòa, mâu thuẫn triền miên. Tử vi tuổi Mậu Thìn, mệnh Mộc, sức khỏe vẫn là vấn đề cần lưu tâm, không thể lơ là. Tử vi tuổi Canh Thìn, mệnh Kim, kẻ thứ ba xuất hiện, chen chân vào mối quan hệ giữa hai người. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, mệnh Thủy, tiền bạc đầy tay, chẳng cần lo lắng. Đánh giá các chỉ số trong ngày chủ nhật cho người tuổi Thìn. Về sự nghiệp, 5 sao, tài lộc, 5 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 3 sao. Con số may mắn cho người tuổi Thìn là số 15 và số 66. Giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Màu sắc cát tường là màu vàng và màu nâu. Quý nhân phù trợ là tuổi Dậu, tuổi Tý và tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, chủ nhật, ngày 8 tháng 1 năm 2023. Xem tử vi chỉ ra rằng, do chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung, người tuổi Tỵ cần đề phòng kẻ tiểu nhân luôn rình rập xung quanh bạn. Lúc này, chỉ cần bạn để lộ bất cứ sơ hở nào, kẻ xấu bụng sẽ ngay lập tức nhằm vào đó để hạ bệ bạn. May mắn là bản mệnh không phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc trong khoảng thời gian này. Sự che chở của thực thần giúp bạn sớm nhìn ra những cơ hội hiếm có. Chỉ cần nhanh tay nắm bắt lấy thì tiền trong túi con giáp này sẽ chẳng khi nào vơi đâu. Mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình cũng trở nên hòa hợp hơn trong ngày mộc sinh hỏa này. Giữa cha mẹ và con cái đã xóa bỏ được những hiểu lầm, khoảng cách thế hệ được kéo gần lại
khi đôi bên cùng nhau mở lòng, biết chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn. Câu quyết trong ngày Chủ nhật này cho người tuổi Tỵ: tử vi tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, không phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, đề phòng kẻ tiểu nhân luôn tìm cách hãm hại bạn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, sức khỏe có dấu hiệu cải thiện đáng kể. Tử vi tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, chớ để lộ sơ hở của bản thân. Tử vi tuổi Quý Tỵ, mệnh thủy, tình cảm gia đình gắn kết, cha mẹ, con cái thấu hiểu nhau. Đánh giá các chỉ số trong ngày Chủ nhật cho người tuổi Tỵ: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 12 và số 70. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường là màu đỏ và màu cam. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Dậu và tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ, Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Bước sang ngày Chủ nhật này, người tuổi Ngọ có được những trải nghiệm mới mẻ trong ngày Dần Ngọ bán hợp này. Công việc trước khi nào lại thuận lợi đến vậy, khả năng bạn được cất nhắc lên vị trí cao hơn là rất lớn. Sự cố gắng không ngừng và luôn nỗ lực vượt qua thử thách chính là chìa khóa để bạn tiến tới thành công. Tuy nhiên, thương quan có thể bất ngờ xuất hiện và ngáng trở con đường tiến thân của bạn. Vì vậy, đừng cho phép bản thân được lơ là, chủ quan dù trong bất cứ trường hợp nào. Hỏa mộc tương sinh giúp cho vận trình tình duyên của con giáp này trở nên vượng sắc hơn. Bạn có thể gặp được những đối tượng phù hợp với mình trong các buổi tụ tập, họp mặt bạn bè. Đây là cơ hội để bạn tìm được bến đỗ cho mình. Hãy mở lòng hơn, đừng quá khắt khe với ai đó nhé. Câu quyết trong ngày Chủ nhật này cho người tuổi Ngọ: tử vi tuổi Giáp Ngọ, mệnh kim, cẩn thận đề phòng những tác nhân xấu bất ngờ xuất hiện. Tử vi tuổi Bính Ngọ, mệnh thủy, công việc thuận lợi, trên đà thăng tiến. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, mệnh hỏa, vận tình duyên thêm phần vượng sắc. Tử vi tuổi Canh Ngọ, mệnh thổ, đừng chủ quan, lơ là trong bất cứ vấn đề nào. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, mệnh mộc, người độc thân có cơ hội thoát ế. Đánh giá các chỉ số trong ngày Chủ nhật cho người tuổi Ngọ: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 45 và số 56. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu hồng và màu tím. Quý nhân phù trợ là tuổi Tuất, tuổi Mùi và tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi, Chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Tử vi hàng ngày chỉ ra rằng chính tài trợ mệnh, người tuổi Mùi sẽ có được nguồn thu nhập không hề nhỏ từ công việc chính. Những khoản lương thưởng sẽ giúp túi tiền của con giáp này không ngừng đầy thêm. Tuy nhiên, bạn cũng đừng thế mà cho phép bản thân được tiêu xài phung phí đâu nhé. Đừng để mọi công sức của bạn đổ vào những thứ không cần thiết. Hãy nhanh chóng lập ra cho mình một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng trước khi bạn tiêu hết số tiền mình có trong tay. Tuy nhiên, ngũ hành mộc khắc thổ lại khiến cho mối quan hệ giữa các cặp đôi chẳng mấy vui vẻ trong ngày này. Bất đồng quan điểm, thiếu sự cảm thông, chia sẻ chính là nguyên nhân dẫn đến những rạn nứt giữa hai người trong thời gian gần đây. Hãy ngồi cùng lại trò chuyện để có thể sớm tìm ra câu trả lời dành riêng cho mình nhé. Câu quyết trong ngày Chủ nhật này cho người tuổi Mùi: tử vi tuổi Ất Mùi, mệnh kim, giữ chặt túi tiền trong tay, đừng để ai đó cướp mất. Tử vi tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy, nguồn thu nhập tăng tiến đáng kể. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa, tiền bạc không phải là mối bận tâm của bạn lúc này. Tử vi tuổi Tân Mùi, mệnh thổ, tình cảm lứa đôi rạn nứt khó hàn gắn. Tử vi tuổi Quý Mùi, mệnh mộc, đừng quên quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn.
Đánh giá các chỉ số trong ngày chủ nhật cho người tuổi Mùi. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 12 và số 64. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng và màu vàng. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão và tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Cục diện tứ hình xung, dần thân tỵ hợi gây ra những tác động không hề nhỏ đến tâm trạng của người tuổi Thân trong ngày chủ nhật này. Những ý kiến bất đồng là nguyên nhân chính khiến cho các mối quan hệ xã giao của bạn trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lại thêm thiên quan giáng họa, nếu không muốn bản thân bị vướng vào những chuyện thị phi, kiện tụng, thì bạn nên hạn chế đối đầu trực diện với những người có chức có quyền lúc này. Sau tất cả mọi chuyện, người chịu thiệt thòi nhất vẫn chỉ có thể là bạn mà thôi. Ngũ hành kim khắc mộc chẳng thể mang tin vui đến cho người độc thân. Bạn luôn mong muốn tìm được cho mình một nửa hoàn hảo, nhưng nếu cứ cố chấp với những tiêu chuẩn quá cao mà mình đã đặt ra thì sẽ chẳng có cách nào giúp bạn thoát kiếp độc thân được đâu. Câu quyết trong ngày chủ nhật này cho người tuổi Thân. Tử vi tuổi Giáp Thân, mệnh Thủy, đừng đối đầu trực diện với những người có chức có quyền, bạn sẽ là người chịu thiệt thòi. Tử vi tuổi Bính Thân, mệnh Hỏa, sức khỏe chỉ có thể được cải thiện nếu bạn biết quan tâm và chăm sóc cơ thể đúng cách. Tử vi tuổi Mậu Thân, mệnh Thổ, mối quan hệ xã giao trở nên căng thẳng hơn. Tử vi tuổi Canh Thân, mệnh Mộc, cẩn thận kẻo vướng vào những chuyện thị phi tai tiếng. Tử vi tuổi Nhâm Thân, mệnh Kim, người độc thân thoát khỏi kiếp lẻ loi bởi những tiêu chuẩn do chính bạn đề ra. Đánh giá các chỉ số trong ngày chủ nhật cho người tuổi Thân. Sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 31 và số 72. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu bạc và màu ánh kim. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Tý và tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Bước sang ngày chủ nhật này, con giáp tuổi Dậu sẽ có cơ hội đứng được trên bục vinh quang mà bản thân luôn mơ ước. Dù là người đi học hay đi làm thì đều có thể gặt hái được thành công đáng kể nhờ những nỗ lực từ trước đó. Sự xuất hiện của chính quan càng củng cố sức mạnh cho bạn. Bạn tự tin vào chính bản thân mình, nhanh chóng hoàn thiện nhiệm vụ và nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên. Ngũ hành kim mộc xung khắc sẽ khiến chuyện tình cảm của bản mệnh gặp không ít bất lợi. Những hiểu lầm giữa hai người cứ ngày một lớn dần mà không cách nào hóa giải. Nếu đôi bên chẳng ai chịu nhún nhường thì sẽ chỉ khiến cho mối quan hệ này xấu hơn mà thôi. Câu quyết trong ngày chủ nhật này cho người tuổi Dậu. Tử vi tuổi Ất Dậu, mệnh Thủy, công danh thành đạt như ý muốn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, mệnh Hỏa, không cần phải lo lắng quá nhiều về sức khỏe. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, mệnh Thổ, tình cảm lứa đôi gặp nhiều trục trặc, hiểu lầm. Tử vi tuổi Tân Dậu, mệnh Mộc, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tử vi tuổi Quý Dậu, mệnh Kim, sự tự tin sẽ giúp cho bạn ngày một phát triển hơn. Đánh giá các chỉ số trong ngày chủ nhật cho người tuổi Dậu. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 11 và số 60. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng và màu xám. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu và tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Vận trình ngày mới chỉ ra rằng nhờ có được cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọ tuất,
Che chở người tuổi Tuất gặp không ít may mắn liên quan đến công việc trong khoảng thời gian này. Quan hệ xã giao hài hòa là nền tảng tốt đẹp để bạn có thể hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy. Thiên tài trợ mệnh, các thần chủ về tiền bạc này đang tìm đến và giúp cho con giáp này có được tài lộc đầy tay. Chỉ cần bạn nhanh tay nắm bắt thì ngày mà tiền bạc đổ về túi bạn ầm ầm sẽ chẳng còn xa nữa. Thổ mộc bất dung, tiếc rằng chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như ý muốn. Những mâu thuẫn đang ngày một đẩy hai bạn ra xa hơn. Đây chính là cơ hội để kẻ thứ ba có thể chen chân và phá hoại hạnh phúc mà bạn bấy lâu gây dựng. Câu quyết trong ngày chủ nhật này cho người tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, quan hệ xã giao hài hòa giúp cho công việc hanh thông suôn sẻ hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền đang xuất hiện ngay trước mắt. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, sức đề kháng giảm sút, bệnh tật có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Canh Tuất, mệnh kim, gia đạo bất an, tình cảm khó hài hòa. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, tiền bạc đầy tay, chẳng lo thiếu thốn. Đánh giá các chỉ số trong ngày chủ nhật cho người tuổi Tuất. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn là số 22 và số 71. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường là màu nâu và màu cà phê. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão và tuổi Dần. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật ngày 8 tháng 1 năm 2023. Xem tử vi hôm nay, nhờ sự chu đáo, nhiệt tình mà người tuổi Hợi có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu mà bản thân đã đề ra. Bên cạnh đó, lục hợp cũng giúp sức cho bạn liên tiếp mang đến cho con giáp này những cơ hội hợp tác làm ăn, thu lại lời lớn. Thiên ấn xuất hiện, bản mệnh dễ dàng khẳng định được năng lực của bản thân trong mắt mọi người xung quanh. Với sự tài trí của mình, chẳng có thử thách, chướng ngại nào có thể cản bước đường của bạn nữa. Người độc thân có cơ hội gặp được nhân duyên của đời mình trong ngày thủy mộc tương sinh này. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể trở thành sự thật một khi bạn mở lòng để cả hai có thể cùng cảm nhận và dần thấu hiểu nhau hơn. Câu quyết trong ngày chủ nhật này cho người tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, mệnh hỏa, năng lực được chứng minh, được vị thế khẳng định. Tử vi tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ, hãy mở lòng để đón nhận tình cảm yêu thương của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, chế độ ăn uống nghỉ ngơi phù hợp là bí quyết giúp bạn giữ gìn sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Hợi, mệnh kim, đừng bỏ lỡ những cơ hội hợp tác làm ăn hiếm có. Tử vi tuổi Quý Hợi, mệnh thủy, người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp. Đánh giá các chỉ số trong ngày chủ nhật cho người tuổi Hợi. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn là số 16 và số 95. Giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ. Màu sắc cát tường là màu trắng và màu đen. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Mão và tuổi Dần. Chương trình đến đây là hết. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.